Chiêu lừa tiền của phụ huynh học sinh đâu đáng sợ bằng thứ này. Một tài khoản để hình đại diện là một khuôn mặt đáng sợ, giống như con chó, nó có tên là Jonathan Glindo, sẽ bất ngờ dùng bất kỳ phương tiện truyền thông nào để liên hệ với đối tượng. Khi nhận phải đường link, nếu bấm vô thì sẽ để lộ thông tin số điện thoại nhà. Đánh vào điểm yếu đó mà thứ này sẽ đe dọa bản thân của nạn nhân. Nhìn khuôn mặt đó bí ẩn đáng sợ, không thể bắt được hung thủ, không dám làm gì nhưng chắc chắn không thể không hoảng sợ và hoang mang. Đừng tiết lộ thông tin bí mật của người thân cho một kẻ nào khác khi không được chính chủ chấp nhận, bởi vì chắc chắn mục đích của họ không mấy tốt đẹp. Nên học cách lắng nghe hai bên là người đứng giữa phân định rõ ràng đúng sai. (Cười)